người khiêu chiến. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta là sứ giả của thần, rất vinh hạnh được gặp ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo. Nếu như ngươi có đủ dũng khí, hãy đi chiến đấu cùng ác ma. Ta sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo. Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo. Đứa con của thần, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Ngươi có tiềm lực trở thành cường giả, hãy để ta giúp ngươi. Ta là sứ giả của thần, rất vinh hạnh được gặp ngươi.